Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Chớp Chớp TV. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay sẽ là một bộ đồ chơi mới với cái tên rất quen thuộc, Robocar Poli và các bạn. Rồi chắc chắn là nhắc đến cái tên này thì các bạn đã vô cùng quen thuộc với series phim hoạt hình Robocar Poli rồi phải không nào? Chúng ta sẽ bắt đầu với một nhân vật nổi tiếng đầu tiên, đó chính là Robocar Poli cảnh sát. Đó, các bạn thấy không? Đây là một màu xanh rất đặc trưng của bạn Poli này đúng không? Đó, đây là một chiếc xe cảnh sát. Rồi chúng ta sẽ đến với chiếc xe thứ hai, một chiếc xe rất dễ thương với cái tên xe cứu thương Amber. Nhắc đến Amber thì các bạn đã biết đây là một chiếc xe cứu thương vô cùng dễ thương và luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ để có thể giải nguy hay cứu những cái bạn đang bị tai nạn hoặc là mắc kẹt ở trên đường phải không nào? Thứ ba đó là anh trực thăng rất dễ mến Heli, viết tắt của từ helicopter. Đó, bộ đồ chơi này được trang bị bộ bánh xe cót các bạn nhá. Đó, anh helicopter có thể bay đi khắp nơi, cứu được những cái bạn nhỏ trên cao đó. Rồi đến với cả nhân vật cuối cùng cũng không kém cạnh, đó chính là xe cứu hỏa Roy. Rồi xe cứu hỏa Roy có nhiệm vụ đó là tham gia vào cứu chữa những vụ hỏa hoạn hay là cứu hỏa chữa cháy nha các bạn nhá. Đó, cứu hỏa Roy có một cái mũ nè với màu đỏ rất đặc trưng luôn nha. Đó, xe cứu hỏa cũng có bánh cót luôn các bạn ơi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử xem các bạn chạy xe cót như thế nào nhá. Wow, bốc đầu luôn các bạn ơi. Ui, yo, wow, di chuyển xung quanh rất linh hoạt luôn. Uầy, đã bốc đầu lại còn bốc để ít nữa. Wow, máy bay helicopter còn có thể bay này các bạn. Ui, nhìn dễ thương không các bạn ơi? Hai bên má còn có chấm màu cam kìa. Đó, bay đi khắp nơi để cứu mọi người bị mắc kẹt ở trên vị trí cao nhá. Ngoài ra còn chở những cái bạn nhỏ khác nữa. Đúng rồi, đây là xe cứu thương Amber đi cứu thương cho tất cả mọi người bị nạn nè. Đó, các bạn xem phim hoạt hình Robocar Poli chắc là đã biết rồi đúng không? Xe cứu thương Amber sẽ đi cứu tất cả mọi người luôn nhá. Đó, dễ thương chưa? Rồi cuối cùng đó chính là xe Robocar Poli cảnh sát mà các bạn yêu mến nhất đây rồi. Đó, di chuyển rất linh hoạt luôn, luôn có mặt đúng nơi đúng chỗ và tất cả mọi nơi để cứu các bạn nhỏ nhá. Ui, các bạn phi luôn ra ngoài kiểu xe bánh đà các bạn nha, phi rất nhanh. Wow, hết luôn rồi. Đây, hello, chào các bạn, mình là Roy. Mình là Amber nè, Amber hồng luôn. Wow, dễ thương chưa? Ồ, đây là helicopter màu xanh đặc trưng nha. Có hai màn hình. Rồi, đây là Poli, xin chào các bạn. Yo yo, yahoo. Đó, và như vậy là chúng ta đã xong 4 nhân vật của chúng ta rồi nè. Các bạn có thấy hay không nào? Cùng 4 nhân vật này tham gia vào những câu chuyện của mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt các nhân vật nè. Đó, Roy bắt đầu xuất phát. Amber, thứ ba sẽ là Heli, và cuối cùng là nhân vật nổi tiếng nhất Poli.